cháy lầu Tây. Cháy lầu 2 rồi. Cháy lầu Tây. Thấy cô tang tình đang tâm. Thấy cô đang kỳ. Tôi thấy cô đang kỳ. Đang kỳ cái tai. Báo cáo là anh ta mới thấy cô tắm ngoài treo lên tầng 2 mới kỳ cái tai. Rồi thì anh tiêm lên lầu 3. Lên lầu 3. Thấy cô tang tình vẫn tâm. Thấy cô đang kỳ. Cô ấy cô đang kỳ. Đang kỳ cái vai. Báo cáo là mới kỳ được cái vai à? Rồi thì anh quyên lên tầng 4. Lên tầng 4. Thấy cô ta